ngày 13 tháng 3 năm 2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cùng với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Vinpa đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam 13 tháng 3 năm 1928, 13 tháng 3 năm 2018 tại Công ty Xăng dầu khu vực 3 Petrolimex Hải Phòng, số 1 Sở dầu Thượng Lý Hải Phòng, địa danh lịch sử được cả nước biết đến với tên gọi rất đỗi tự hào, miền đất Trung Kiên và cái nôi của ngành xăng dầu cách mạng Việt Nam. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex Bùi Ngọc Bảo cùng các cán bộ công nhân viên và người lao động ngành xăng dầu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân xăng dầu, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử thắng lợi của cuộc bãi công của công nhân Sở dầu Thượng Lý cách đây 90 năm, phát huy truyền thống anh dũng kiên cường đó. Trải qua nhiều thời kỳ, các thế hệ cán bộ công nhân viên, người lao động ngành xăng dầu đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chúc mừng tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động ngành xăng dầu nhân lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của ngành xăng dầu, đặc biệt là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thể hiện được vai trò chủ đạo, là nòng cốt của ngành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Cũng trong dịp này, tại nhiều đơn vị thành viên Petrolimex đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực chào mừng ngày truyền thống như Tết trồng cây, hội thao, mở hội bán hàng, v.v.